Anh em nhá, đoàn trung ương đảng đi rút tiền này giả thầy tốt. À tốt đâu vậy đó. Tí nữa cho nó đi thu truyền hình nhá. Tí mới ra, tí mới ra mới nhận tiền. Mưa này cho nó nghỉ đi. Sáng kia đằng kia nó hỏi đi làm. Chào ai chưa? Dạ chào anh em. Đấy ăn 15 rồi đấy. Vừa mẹ, anh đấy thì ăn để làm nhỉ? Anh cái là, cho mày đánh một phát. Anh Đức đừng có đánh anh. Hôm nay đến ngày giả lương cho thằng sĩ, à thầy sĩ. Thầy sĩ. Đấy. Anh em hôm nay chủ nhật là nghỉ hết. Mua nghỉ ra đi làm. Đấy lượt chưa? Đấy lượt chưa? Ui, khó hay. Ui, 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 đặt cớ này làm việc kia đánh gì à? Đây, thầy thể hiện nó làm ván. Đừng lắm, đừng lắm. Ây da. Đẳng cấp đấy. Đấy, cái này cái xem nha này. Bỏ ví này. Một. Lúc này tổng hết bao nhiêu đây? Hết 50 mét. Đấy. 3 triệu với hôm trước là 1 triệu là thành 4. Kiểu hôm trước mày về, à hôm trước đưa trước rồi. Làm gì có, tháng này làm gì có chiều nào nữa. Cứ cái đi. Tháng này không có vay đồng nào nữa đấy. Thế á? Không có. Thế hôm trước ở trên Lạc Thịnh nhé. Lạc Thịnh hôm nào? Hôm đưa cho 1 triệu ấy. Thế hôm 1 triệu hôm đấy trả trừ hết rồi à anh à? Hôm trước. Hôm trước 1 triệu 29. Mày lấy điện thoại ra. Chuẩn bị cộng đi. Để anh cộng tiếp cho. Nhớ rồi. Lấy điện thoại ra đi nhanh đi. Đây. Ngoài đánh vô bụng. Không chế đồng lo. Đấy. 1. 3 triệu này. Đúng chưa? Đúng. 3 triệu. Cười ra này. Lấy cộng, lấy máy tính cho nó. À lấy điện thoại ra để anh cộng cho nữa. Không. Còn gì? Còn gì nữa? Tốt ơi! Anh 479 này này. Đây cho thầy. Thầy sĩ. Tiền gặp một hôm này. Đấy. Rồi, tốt rồi đấy. Bốc cả 2 thôi. Bốc cả 2 à? Bốc thôi, hết lượt. Thôi. À, đánh kém đấy. Không à, đánh luôn. Đánh chân lẻ à? Cái lúc nãy bao tiền? Đưa đây. Ôi mỏng. Mỏng quá rồi. 58. Tôi này làm khó anh nhé. 400. 1 trên 10. Đừng chết. Ây. Thám vào đây mà nó nhắm thám lên. Còn 100 nghìn thành công á. 100 thì mày cầm lấy cái đấy. Thành. Ôi. Đánh gì vậy? 8 9 10. Ôi. Đây đánh quả áp rất nhiều. Thôi hỏng rồi. Thôi thôi thôi. Đây thôi, là mấy trăm? 8 9 10. Thôi sát 17 này. Khó rồi. Tí nữa đợt lại. Tốt làm việc. Mày cầm đi để anh rút điểm cho. Rồi, xong rồi. Em đánh xong rồi đấy. Chú đi lại đi họ á. Đánh mình không? Anh Đức. Hôm nay ngày đã được à? Ờ. Để tí còn cộng thêm nữa, mày chuẩn bị lấy điện thoại ra tính đi xem tháng này đưa bao tiền. Ui, mỏng nhỏ đau. Nhanh lên thầy ấy đi. Hai xin à. Hai thầy cho mày ra được không? Đặc biệt đấy. Hai sao làm đây, kia đi. Ra đây. Tính chứ. Đấy nha mọi người nha, hôm nay thanh toán tiền mặt là đưa là mấy triệu nhở? 4 triệu nhá. 3 triệu. Đây. Ông trừ luôn 1 triệu nhá. Không phải trừ mà là ứng trước. Vớ vẩn. Còn đây là tiền anh cho này. Từ hôm đấy là hôm nhiều đây. Mùng 4 tháng 8 này 200 cộng đi. Không em mày không nhớ. Cộng 200 mùng 8 à mùng 6 này. Rồi,
cộng 100 dây lan nhà bay này. Từ từ. Anh cái đây này. Cộng 100. Chim vào sao mà từ từ. Cộng 200 mùng 9. Cộng 103. Cộng 300. Cộng 200. Cộng 100. Cộng 107. Cộng 100. Nhà 1 triệu 7. 107. Cộng 200. Hết bằng đi. 1 triệu 8. Hôm trước mùng 2 nữa 300 nữa. 200. 200 cộng với 1 kia nữa. Mùng nào? 200 hôm đấy anh cho đưa 300 à? Đưa có 200. Đưa 200 anh bảo 200 không 200 đây là anh cho tiền mùng 2. Với lại 100 kia là tiền gì ấy? Còn 200 với 1. Cộng 300. 2 triệu 1. Ờ. Thế cộng với lại 4 triệu là bằng bao nhiêu? Tháng này mấy triệu? 1 triệu 1. Được mấy triệu? Đấy nha mọi người nha, cho thầy wifi là bình thường tháng trước là không đếm cho nên là không biết như nào. Tháng này là ghi thẳng vào trong này là cứ hôm nào đưa cho tiền xăng là phải ghi vào. Không ấy thầy hay gian lận lắm. Đấy, chào mọi người đi. Đánh nốt bia coi. Mày thôi. Không dùng vào ấy. Thế lại được chưa? Vừa bật máy lên xíu quay được xíu thôi không ăn. 1. Mày có đây này. Sao không thích? Làm việc. Còn muốn cái gì nữa? Một ạ. Một là sau lên đánh bảy đúng không? Đấy, được, đọc máy chân thực đấy. 2, 3, 7, 8, 9, 10. 7 lỗ 10. 7 lỗ 10 nào, tốt ra đây xem nào. Tốt ra quay 7 lỗ 10 nào. Thôi, quay. Làm thế anh Nguyễn ngại không dám đánh. Tới 3 này. Ba làm gì thế? Hết bàn rồi. À được nối hả? Nối đâu mà nối mà được. Được nối đéo. Thấy chưa? Đánh hay chưa? 10 đúng rồi. Mày ra góc này góc chuẩn mày quay xuống. Thằng này đánh nhẹ mà. Đánh nó mới chết. Chết cho 5.000. Chết cho 5.000 mà. Đấy. Sao rồi? Mày đừng đi. Cái này đi linh tinh. Đi linh tinh cho nó lăng tăng nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Đánh mày quá hòa cơ. Đánh 13 lô kêu chết luôn này. Không ngon thế này à? Ai đây? Nhớ biết 7 7 7 9. Alo. Đánh tâm giật cái là nuôi cái là hay à? Xong rồi làm gì nữa? Đánh ba cắt ba là đi xếp mua đen á. Chết cái. Khó thế. Anh Nguyễn không biết đánh lùi cái anh Nguyễn. Sao hôm nay ông đánh 4 lùi cái à? Mà béo được cái gì không? Vui không? Chơi lúc này nè. Rồi. Ông chơi lúc này cái 5 dưới đấy. Cần lô mới chết. Đánh sao được. Cái này mình quay vào đây này tốt nè.
ăn con gì không biết. Đấy, quay rồi đấy. Xem tôi. Thấy rồi. Mạch quá nhỉ. Đừng, đừng chết. Hết. Xong xong. Đấy, kịp anh được không? Dạ. Ơi. Kịp gì anh? Có một người à? Có file cấu hình á. Trắng. Đấy đây. Chuẩn chưa? Chết 15 à? Ngại lắm, lên hình ngại lắm. Yep. Yeah. Anh không quen lên hình hay sao? Hết sức tưởng tượng. Cái này là nó đang ở ngoài nhà con 66 này. Ở đây có mình ra đây. Sao bốn mà anh. Gọi anh. Gần đấy, gần chết nhỉ. 14 nhiên. Chưa? 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 Thông bộ. Làm gì có? Mẹ mày, tao này. Có, vừa chân vừa lúc nãy anh đi ra ngoài mà. Đúng thế. Quay có một xíu mà nóng máy nha anh. Vào.
Anh Nam đường mạng này ở đâu ấy nhở? Ba xích xe khinh. Anh dễ dễ. Không, anh quay về cái tay trái đi.